12 giới luật của thiên tâm á, mà ai mà giữ đúng á thì á, nó bằng giống như 350 giới của mấy thầy với mấy ni đang giữ ở trong chùa á. Giới thứ nhất, để đọc lại nha bà con, đó là pháp môn rồi. Giới thứ nhất, nhân lễ nghĩa trí tín, có hiếu với cha mẹ, làm tròn tứ trọng ân, ân tổ tiên, ân đất nước, ân đồng bào tam bảo. Giới thứ hai, không giết người, tự tử sát sanh hại vật, phá thai nên ăn chay hoặc ăn tam tịnh nhục. Giới thứ ba, không nói dối, không nói ra nói vào, nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ người khác. Giới thứ tư, không tham lam, trộm cướp, hối lộ, làm tiền. Không tham lam, trộm cướp, hối lộ, làm tiền người khác, cho dây nặng lãi. Giới thứ năm, khiêm tốn, phải khiêm tốn, không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu toan hại người. Giới thứ sáu, không uống rượu say sưa, nghiện ngập, không cờ bạc. Giới thứ bảy, không tà dâm ngoại tình. Giới thứ tám, không sợ nghèo, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Giới thứ chín, không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ hay người khác, không lười biếng. Giới thứ mười, không kỳ thị, phải hòa đồng. Giới thứ mười, không kỳ thị, phải hòa đồng với tất cả các tôn giáo, tức là đạo nào mình cũng phải hiểu và phải học sơ sơ rồi thôi, nhưng mà chính là mình học Tam Đại Tạng Kinh. Giới thứ 11, không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái, hoạt động phi đạo đức, bùa ngải thư ém. Giới thứ 12, phải đọc kinh Thiên Tâm và phải ngồi thiền mỗi ngày 30 phút ít nhất.